Không biết có ai mê món cơm gà Phủ Tuyết không ta? Chứ hôm nay Phúc đi cái quán mới khai trương hồi tháng 10 và concept quán được đầu tư hiện đại nhưng mà kiểu nhìn ấm cúng. Kỳ này bên Ba Ba Sốt có nhiều điều hấp dẫn lắm luôn. Phúc ví dụ như là bò Wagyu, nếu mà tín đồ mê steak thì chắc chắn sẽ order liền vì giá rất là tốt nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Hồi xưa thì Phúc ăn và thích Ba Ba Sốt bởi cái kiểu cơm xèo xèo nóng hổi, ăn cùng sốt bắp và nhiều loại rau củ. Mình gọi một phần cơm gà Phủ Tuyết thì được chọn thêm các món như là salad hoặc là súp khoai tây chiên thì chỉ bỏ ra một nửa giá thôi nha mọi người. Món cơm gà Phủ Tuyết nhìn như là bữa ăn giữa mùa đông tuyết rơi trong mùa nô ăn kèm theo hũ sốt đặc biệt thơm, thêm cái phần gà thấm sốt ăn thì ngon vô cùng luôn. Lúc này thì cái chảo nóng làm cho cái phần cơm gà ăn trọn vẹn khi mà mình chan sốt và trộn đều cái phần cơm gà của mình lên nè. Khi mà ăn salad cá ngừ cùng với lại cơm gà Phủ Tuyết thì cái phần salad 38.000 của mình chỉ trả có 19.000 thôi. Chính vì vậy mà các bạn nhất định phải gọi nha. Ngoài ra thì các loại salad khác như là mayonnaise, dầu giấm, khoai tây chiên, canh súp kim chi thì mình cũng được áp dụng chỉ còn một nửa giá thôi nha. Một điều đặc biệt là mùa này phần bò Wagyu thượng hạng nổi tiếng, nếu mà mình ăn phần 150g thì chỉ còn có 199.000 thôi. Phú gọi phần 200g như video thì giá là 339.000, chỉ còn có 269.000 thôi. Bò này nổi tiếng ngon và chất lượng khỏi phải chê. Mình sẽ ăn cùng với lại sốt phô mai nóng hổi thơm ngon và một ít khoai tây nghiền với lại bắp và cà bi. Ba Ba Sốt hiện nay có 9 chi nhánh trải khắp Sài Gòn. Hôm nay thì Phúc ghé chi nhánh ở 74 đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha. Quán có menu đa dạng với lại các món cơm xèo, mì xèo, bò xèo và gà Phủ Sốt với giá chỉ từ 35.000 thôi. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon rẻ ở Sài Gòn nha.